Vâng, xin chào các bác. Trước mặt các bác đang là cặp loa tay Infinity. Cặp này thì là hàng Mỹ nội 100%. Đây là cái e căng trước mặt của nó. Hàng nó về nó bị quăng quật cho nên e căng nó móp méo tùm lum. Cái này chắc em sẽ cố gắng nắn lại sau. Đây là một cặp loa tay cực kỳ chất. Vừa rồi ấy, thì là em lấy được 6 cặp. Rất đẹp, 6 cặp giống hệt như thế này, nhưng mà rất đen, vừa qua biên, ngoi ngóc qua biên thì liên ngành người ta vồ, đâm ra là em mất trắng 6 cặp. Cặp loa này có một cấu hình cực kỳ chất, với bát 11 cm, màng carbon, viền mút. Cái viền này thì về tới Việt Nam là phải thay viền mới vì viền nó mủn hết. Cái điểm cực hay của nó là con này là nó có check check đôm mũi kim cương các bác ạ. Quả check này cực kỳ hay, em chưa hề test nhưng em biết check này hay lắm. Em đã tháo một bên ra đây đó, các bác thấy chưa, cái quả check và cái nam châm nó cực kỳ là bự và là nam châm kép. Ở đây là đít củ bát. Đấy, bát 11 thì cái đít nam châm này em nghĩ nó phải tầm 9 cm, rất to. Và cái mã AZ03TNC này chính xác là của Infinity rồi. Những bác ở chơi Infinity dành biết ngay cái mã này nó rất quen thuộc. Đấy, các bác nhìn cái dây loa, cái dây đi trong loa của nó rất chi là to. Ở đây phân tần, phân tần gấu đấy các bác, đó, có phân tần kiểu gì mà nó có cả diốt tụ, có một cái cuộn cản rất to, thùng cái này bằng nhựa thôi nhưng mà thùng dày và nặng. Đây em lật lên cho các bác xem, em mất 6 cặp giống hệt như thế này, rất chi là buồn. Đó, các bác nhìn Infinity. Dòng này thì chắc chắn là Nhật nòi rồi, à Mỹ nòi rồi. Đó, các bác nhìn thấy chữ Infinity California USA. Tức là cặp loa này được sản xuất tại bang California của Mỹ. Hàng Mỹ nòi. Không có dính dáng gì đến China, Taiwan gì ở đây. Hôm nay em làm cái video tháo ra để cho các bác xem trước. Phần cặp này ngày mai em sẽ cố gắng đưa lên trong đêm mai. Giả dĩ tại sao mà em không thể đưa lên ngay được, bởi vì là trong ngày ấy, thì từ sáng cho đến tối là em rất chi là bận. Hàng đi rồi hàng về, khách chốt đồ là em phải tự tay đóng gói, tự tay chở đi, trực tiếp mang đi gửi cho khách hàng. Tức là em vừa làm chủ vừa làm tớ, do vậy là em khá là vất vả. Nhiều shop khác người ta chỉ làm công tác giao dịch thôi, còn cái vấn đề đóng gói hàng họ là do đệ tử người ta làm, còn em làm hết tuốt luốt, vừa làm chủ vừa làm tớ. Nên chỉ có buổi tối, tối đêm thì em mới có thời gian rảnh rỗi để lên hình cho các bác ạ. Phải nói là trong cái đám loa tay của em, cặp này nó thuộc cái dạng gần như là chất nhất. Em sẽ test âm cụ thể và sẽ báo giá sau, nhưng cặp này chắc chắn là trên 2 triệu. Vâng, xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.